Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin Miền Tây cho ngày mới được phát trên báo Lao động. Bản tin hôm nay thứ Bảy ngày 23 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị quốc gia huy động nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên. Tại đây, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh tầm quan trọng của các giải pháp thuận thiên trong việc cải thiện sinh kế của nông dân và khả năng phục hồi của nông nghiệp. Thông qua hội nghị, các đối tác quốc tế, tập đoàn, doanh nghiệp cam kết nguồn lực thực hiện các giải pháp nông nghiệp thuận thiên, đồng thời kết nối các nhà đầu tư quốc tế với các địa phương, doanh nghiệp trong nước cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo ghi nhận, hiện nay một số dự án kè chống sạt lở sông ở thành phố Cần Thơ đang chậm tiến độ, công trình thi công dang dở. Điển hình, dự án kè Rạch Cái Sơn, nhiều vật liệu như ống đặt cống, cát, đá, gạch lát vỉa hè đều bỏ không, và các vật liệu là sắt, thép đã bị hư hỏng, hoen rỉ. Tương tự, dự án kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh cũng đang tạm ngưng thi công. Nhiều vật liệu được tập kết về công trình phải chịu phơi nắng, phơi mưa. Đây là những dự án được người dân mong đợi. Tuy nhiên, hiện mọi hoạt động đều bị đình trệ, chưa thể đảm bảo an toàn cho hàng trăm hộ dân sinh sống tại khu vực. Hôm qua ngày 22 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát và lãng phí, vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, xảy ra trong quá trình thu hồi đất để thực hiện tại dự án khu trung tâm thương mại và nhà ở thương mại thuộc phường 7, thành phố Bạc Liêu. Được biết, trong quá trình thực hiện dự án đã có nhiều sai phạm dẫn đến thất thoát ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng. Vừa qua, Tòa án Nhân dân thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên họp xem xét quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 47 đối tượng liên quan đến vụ việc trốn cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng. Tại phiên họp, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Chủ tọa phiên họp quyết định đưa 47 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát, huyện Cù Lao Dung, thời gian từ 20 đến 23 tháng. Tính đến thời điểm hiện tại, sau hai phiên họp xem xét, Tòa án Nhân dân thành phố Sóc Trăng quyết định đưa 138 học viên trốn trại cai nghiện vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Thưa quý vị, thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp học sinh điều khiển phương tiện xe mô tô đến trường khi chưa đủ tuổi. Điều này không chỉ vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản để xử lý, các em dẫn ra nhiều lý do. Dạ, bình thường đi xe đạp điện nhưng mà hôm nay xe hết điện và sợ đi trễ nên là xe máy. Dạ, em do xe điện nhập nó mới bị hư bệnh nên em mới chạy chứ lúc em chạy xe đạp điện. Chúng tôi đã có 20 cho lãnh đạo sở ký một cái văn bản để nhắc nhở các trường, thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, đặc biệt là cái việc mà phối hợp với cha mẹ học sinh trong cái việc là không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện để lái xe. Bên cạnh đó thì nhà trường mới ký cam kết, là học sinh ký cam kết cho nhà trường, phụ huynh ký cam kết với lãnh đạo đơn vị là không giao xe cho con em tham gia giao thông. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Miền Tây cho ngày mới hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.